Lại một ngày mới bắt đầu, Tùng TV, MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo kênh mình hôm nay. Thì chia sẻ với các bạn hôm nay là thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2020. Thì ngày hôm qua lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 các bạn, mình vẫn có đi xem và mua bò. Thì trước cái video này mình cũng có up một cái video rồi về những cái con bò ngày hôm qua mình xem và mua không được. Đó, ngày Quốc khánh ngày 2 tháng 9 dương lịch cũng là ngày rằm tháng 7 âm lịch, lễ Vu Lan Báo Hiếu. Đó thì ngày hôm qua xem với những cái con bò video trước mình up mình mua không được. Thì ngày hôm qua mình có mua được 4 con các bạn. Đó, trong đó có một cặp 3B nhỏ giá rẻ, giá 46.500. Đó, và một cặp lớn là một con lập giống và một con Angus nháy các bạn, nhưng mà rất đẹp, rất độc và rất to. Đó, mình bán với giá là 53.500 và hai cặp này mình bán đêm hôm rồi. Đó thì bây giờ mình làm cái video này, mình chia sẻ với các bạn để cho người bán bò của mình á, người bán bò những cái con bò đó cho mình á được biết giá mình bán ra, cũng như là những người mua bò được yên tâm hơn vì cái giá của mình công khai rõ ràng. Đó thì bò bán rồi thì làm video, thì những người mà đặt bò bên mình mua không được thì cũng ức chế các bạn, nhưng mà mình muốn làm cái công việc của mình nó được rõ ràng công khai, nên là mình cũng cố gắng làm video up cho các bạn xem để tham khảo giá thị trường mình mua và bán, cũng như là cái công việc hàng ngày của mình. Đó thì mình quay video trong quá trình mình đi xem và mua bò rất là nhiều các bạn, nhưng mà thật sự không có thời gian để mình up lên YouTube được, vì là hàng ngày mình vừa chạy xe vừa giao máy cho các bạn, vừa đi xem vừa mua bò, không có cái thời gian để mình làm video và up lên cho các bạn xem nhanh và kịp thời được. Đó thì từ nay trở về sau mình sẽ chia sẻ với các bạn cái lời giới thiệu đầu tiên này, mình sẽ lược bỏ qua, và cứ mình đến nhà nào mình quay được cái đoạn video nào về cái con bò nào thì mình up trực tiếp lên cái con bò đó để cho những người theo dõi kênh xem nhanh nhất, sớm nhất và thực tế nhất có thể. Đó thì ai ủng hộ cái công việc quay nhanh, bỏ lời giới thiệu và nội dung chính xác nhất, nhanh nhất và ngắn gọn nhất thì để lại comment bình luận phía bên dưới video để ủng hộ mình làm những cái video nó như vậy. Còn nếu mà ai cảm thấy thích cái lời giới thiệu như thế này, muốn xem một cái video có đầy đủ mở bài, thân bài và kết luận nó giống như trong Vinh á, còn đây thì có lời giới thiệu, nội dung video và kết thúc video, thì để lại bình luận phía bên dưới để mình biết và hoàn thiện video hơn. Rồi, ngày mới kính chúc cho tất cả quý vị anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, chăn nuôi thuận lợi, vạn sự luôn được thành công như ý, và bắt đầu nội dung video của mình. Rồi các bạn, đến chuông tiếp theo và chia sẻ với các bạn thì con này mình vào mình xem nãy giờ thì cũng nói chuyện với chủ nhà rồi đây. Đó thì con này mình chốt lại chủ nhà với giá là 22 triệu. Đó. Ăn uống thì đó, các bạn xem đấy. Thì chia sẻ với các bạn con 3B này là con 3B phối, con của mẹ đó, mẹ Pháp. Đó, con mẹ của nó Pháp nhưng Pháp nháy cổ đơ. Đó thì anh tách sữa con này ra. Đó, nói chung là không bún liếm gì nữa. Hơi ốm xíu nhưng mà mình mua giá mềm các bạn. Đó, về cho ai quan tâm bộ béo, mẹ thì chữa lại được 2 tháng rồi. Anh tách sữa lúc 5 tháng, bây giờ nó là 6 tháng rồi đây. Đó, 3B như vậy, giá 22 triệu tại chuồng đây các bạn. Rồi, lại một nhà nữa các bạn. Đó, thì vào nhà của bà bác đây. Bà bán một con 3B ren. Mình nói như thế này các bạn hiếu con 3B ren rồi. Đó, vì là
từ trước giờ theo dõi kênh thì các bạn biết rồi. Đó, thì con ba bê rèn này chia sẻ với các bạn là 8 tháng rưỡi. Đó, to rất là to rồi các bạn. Đó, thì bà bác bà đòi bán 30 triệu. Đó, thì chưa mua được các bạn. Để mình quay các bạn xem cái con ba bê, gọi là ba bê lẹp đó. Đó, thì con này hai con. Đó, bà bác này bà phối con nhỏ đó là con ba bê bông, còn con này là con ba bê lẹp. Đó, bà nói là hồi nhỏ cái con ba bê lẹp đây người ta ngày xưa người ta phối 850 này các bạn. Đó, 850.000 con đấy. Còn cái con ba bê bông thì người ta phối 500.000. Đó, bây giờ cô bán là bác bán là muốn bán là giá 30 triệu. Đó, 30 triệu thì mình mua không nổi các bạn. Còn xa so với cái giá của mình mua bét. Đó. Chù, điện thoại kêu luôn. Đó, thì để có gì mình vào mình thương lượng với bác thử như thế nào. Vì là bác có một người con nữa, chờ người con đó về rồi thương lượng giá cả. Thì có mua được hay không thì mình mới quay cho các bạn xem được. Giờ trước mắt là mình vào mình quay thực tế cho các bạn xem con bê này trước. Nó mong đùi rất là tốt các bạn. Hàng lẹp thì lúc nào nó cũng hơn cái hàng thường của mình. Đó, đây như vậy. Rồi các bạn, ông anh ông về rồi đây. Đó thì sau khi chờ anh về, bác và anh với mình thương lượng giá cả. Thì chốt lại mình mua cái con lạc này với giá là 27 triệu rồi. Đó. Siêu VIP, nói chung là mong đùi nét cơ. Đó. Hàng lạc thì các bạn biết rồi. Đó, và mình quay mẹ của nó cho các bạn xem cũng như là mẹ con ba bê đây. Đó thì nhà nuôi cũng có nhiều các bạn hai một cái thôi. Sinh ra hai con bê cứ mỗi năm hai con. Mẹ thì bình thường. Đó, thì con ba bê lạc là con của cái tơ đây. Còn cái con bông bụng bụng ngoài kia là con bò già trên kia. Đó thì con bò già nó cũng sinh ra con cái tơ đây các bạn. Đó. Rồi vừa con cái tơ nó sinh được cái con lạc đó, rồi con bò già nó sinh tiếp cái con bông đây. Đó thì cứ mỗi năm hai con như vậy. Bò nhỏ nhỏ mà đi đến một đều riếng các bạn. Đó, thì con lạc mình mua với giá 27 triệu giá tại chuồng đây, công khai có anh có bác đó. Để cho các bạn theo dõi. Đó thì ngày nay rem hồi sớm giờ đi xem ngoài đồng ngoài ruộng đồ kia tùm lum mà muốn được rồi về đây bắt được hai con rồi đây đó. Rồi các bạn đó thì mua được hai con đó, thì tính đi về sớm giờ coi khá là nhiều bò rồi các bạn, nhưng mà mua chỉ có được hai con đó, thì tính về thì ông anh ông ở ngay chỗ mà gần nhà của mẹ mình để xe rồi đó, thì ông bán con ba bê đó, con ba bê phối chân trụ rất là to các bạn. Đó, con này chia sẻ với các bạn nó còn bú nhé các bạn. Đó, còn bú dẹm mới 6 tháng này anh chưa cai sữa đó. Con này với con vừa rồi mình mới bắt giá 22 triệu đó là ngang tháng với nhau, nhưng mà con này chưa cai sữa đó, thì mình mua của anh với giá 23 triệu ra các bạn. Đó, độc rất là độc, chân cánh to mình dài đó, 23 triệu con này đó, giờ chắc luôn. Rồi các bạn đó thì chắc được ba con lên xe rồi đây, chuẩn bị lên. Thì có ông anh, ông Thái Xe Tồn TV. Nói chung là ông anh này ông theo dõi kênh khá nhiều các bạn. Đó, thì Thái Xe Tồn TV kêu ơi lại bán con đực phát. Đó. Thì chia sẻ với các bạn để mình quay ba con này hình ảnh lên xe mình tả một xíu rồi mình quay con đực phát cho các bạn xem. Giờ đang làm dòi trong đó. Đó thì ba con thì cái con lớn ba bê lẹp á, chiều cao của nó không cỡ 1m15 phân. Còn hai con kia thì tầm 1m1. Đó, ngang kèo 1m05 đến 1m1 ngang kèo. Đó thì bây giờ vào quay cái con pháp thôi. Đó thì con này vào anh rồi bán 30 triệu, mua 26 triệu các bạn. Đó, cụ bò chết lên ra ngoài sáng quay nó rõ. Đây, con đó thì phát nháy các bạn, nhưng mà chân trụ các bạn xem mông đùi chân trụ rất là tốt, nhưng mà bên cái là phát nháy đó như thế này. Đó, phát nháy chân trụ rất là to. À, đòi 30 triệu mình mua của anh 26 triệu các bạn, 30 triệu mình muốn nổi. Ui, nèm giả ơ đâu. Đó, lên xe rồi đây các bạn. Đó, thì nèm giả lên xe đứng cùng quay. Đó, thì con này chiều cao nó là rơi vào tầm 1m2, cứng 1m2 luôn, gần 1m3 rồi. Đó, giá 26 triệu. Như vậy, nèm nữa. Ơ mình mà. Đó các bạn, được 4 con. Rồi các bạn, 6 rưỡi. Rồi thì tối mịt mờ rồi.
thì lên tới chỗ suối nước nóng Hậu Dân đây, cùng quê mình luôn các bạn. Thì ông anh đã ông dựng từ khá lâu rồi, chốt cái cặp đực mình bét nem 3 triệu rồi. Để anh ở đây thì mình lấy 500 nghìn thôi, tiện cái đường xe. Người đàn bò thì khá là nhiều nhưng mà bò bét hàng ngày có số lượng rồi. Nên là ai còn lọc giống to như thế này rồi các bạn. Đó, mình bét con này 27 triệu. Con đây thì to hơn con lẹp giống nhưng mà mình bắt có 26 triệu thôi tại vườn. Đi xuống em, xuống xuống đi xuống, bước mong biết mắt hùng luôn. Đi xuống đi, ui bà bơi đi 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 đi, bước ra xe bà em lừa này. Đi 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 đây đây đây, đừng có nó chạy theo luôn em. Ném lại, to quá sức là to. Bò này nếu như hôm trước anh em tầm em chiến 30 triệu này nó còn như thế này. Đây bước lắc đây, trời ơi. Dạ, coi gậy ấm, từ từ coi gậy ấm. Vô, bước vô. Ui xùi. Ném vô, ném vô chuồng rồi em. Ném vô kéo đầu vô. Đi, vô, bước. Xùi, đi ghê hồn. Đi vô. Phục phục phải chỗ khác nãy chứ còn lại. Bước. Lì ghê. Cái con kia rồi, chút nữa ấy không. Ở đây thì nuôi nhanh, vốn nhiều rồi mua mấy con giờ nuôi nhanh hơn. Còn ít tiền này mua kẹp nhỏ. Để kẹp nhỏ với kẹp lớn. Rồi, con thứ hai, một con pháp nhí. Đó. Nhí là mẹ to nên là khung xương khiếp luôn. Đi xuống. 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 Đi xuống. Đi. Xuống. Xuống. Đi thôi. Xuống. Bước xuống, bước xuống. Bước xuống. Bước qua bên đây này chứ sao cứ đứng trong hì vậy? Kéo qua phía bên đây sao cứ kém thế trong hì vậy? Đi. Đi em, đi. To ghê lắm, chứ mà đường cá là pháp nhí nó rỉ hơn cái con nhỏ kìa. Bò phối nó mắc hơn bò nhí. Đi. Đi, đi. 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 Đi đi đi. Đi. Đi đi. Nhét canh dơi. Nhét còn coi con bò nữa nè. Tôi thấy nó có chạy không? Nhét cứ kém đầu đi vậy. Đi. 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 Nhị da thôi, nhị da thôi, con nó nhị da thôi. Nhị da nó vô chứ không, nành da quá nó gửi á. Đi. Từ từ hả? Em bước ra ngoài hả? Ném nó vô nó thấy bò nó vô thôi, ném vô trong đó nó thấy bò nó vô nó chạy nó nằm ở đâu. Đi. Đi. Đi, đi. Ném gậy cho nó vô khỏi mát đi. Đấy, đầu lừa vô. Thấy không? Đâu, cột vô kép đây. Đó. Mua bán như vậy các bạn, bỏ ném mười mấy triệu. À, ra rồi mua kẹp bò giờ lấy 500 nghìn vậy thôi, tiện đường xe cho kẹp này mình về trên đó thì mình bán. Chia sẻ các bạn nếu mà chi phí đường xá thì mình phải bán 54 triệu, ăn con là 26 năm còn 27 năm, nhưng mà bán tiện đường xe thì mình lấy 500 nghìn thôi. Anh cũng theo dõi kênh khá lâu rồi. Đó, to lắm các bạn, hàng xác lớn như vậy. Rồi các bạn, đó thì xuống cái kẹp bê lớn rồi, cái anh mà mua kẹp bê lớn giới thiệu cho anh ở gần nhà rồi. Đó thì anh cũng có theo dõi kênh, cũng biết cái cách mua bán của mình rồi. Đó thì anh ở gần nhà đã chốt luôn cái kẹp bê nhỏ. Đó. Thì giờ chở vào giao luôn, ngày nay bắt 4 con giao hết. Không còn con nào. Đó thì những người đặt bò bên mình thì thông cảm cho là số lượng bò em bắt hàng ngày nó ít, nó không có nhiều được. Hợp lý mới bắt. Xuống em. Đó. Đây. Đi. 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 Đi.
Coi mương nước nha em. Để xuống cẩn thận biết con ghê vô tem luôn rồi. Đấy, còn nhanh nhá. Đó, thì chia sẻ với các bạn là mình mua bán nhiều người theo dõi thì đẹp bồn khá là nhiều, nhưng với từ từ cứ nhất cận nhì viễn, gần trước xa sau từ từ mình sẽ kiếm mà mình cung cấp hết đó. Chứ còn nếu mà ai cũng hối thì thông cảm, do là số lượng bò bách hàng ngày nó không có nhiều được các bạn, hợp lý mới bách bách cao về bán các bạn thôi, không có lời thì cũng như vậy thôi đó. Con em 2 nem, con em 3 nem, 46 triệu về đây mình bán 46 nem 2 con đó. Lời thì ít các bạn, nhưng mà số lượng mình bán khá là nhiều. Bét mình bán như vậy, người dân nuôi mèo có lời rồi mình bán tiếp. Rồi nào, cục tạm vô đấy, có bò là nó đứng đấy. Rồi, bò nhà anh đây các bạn. Anh thì muốn kiếm một con rách man nữa, nhưng mà giờ chưa có. Bờ sinh này. Cột trụ đấy. Cột trụ đấy đẹp trai thế coi. Con này chặt nữa lửa chỗ khác này tấu đỡ đã. Chút nữa nhốt ấy cột tạm đấy. Giờ mấy con kia vô cái đứng. Con nói từ đêm tiếng chưa? Tốt tốt nghi ghê. Dài cấp mình con này dài, con ngày qua đứng luôn hơn con đây. Ngày qua mà rồi em 5 triệu, em trái em 2 nem đấy luôn hơn con đây. Đừng trụ con này mất hồn, con này cai sữa rồi, nhớ cái ngán hơn mà nó đẹp này, mong điếc nó liền này không liền nghĩ già tháng mình nè. Nó khôi ù phà về có nó ăn nó luôn. Quy dạ chứ phải mất 2 ngày dạ rồi mới nó mới im nó ăn. Con đây giờ im ru rồi. Bây giờ ăn là lên không? Cặp đôi bác mình ở đâu rồi? Cắt xương em luôn nè. Dạ dạ dạ. Bò cũng bò đeo hép á, nó nuôi trong rong rổi á. Dạ. Rành bò em biết như con đực đỏ này, thì con đực đỏ là có phải là bơ bơ nhé mày, con kia này đỏ đây, đầu là đầu của bà bơ này chứ, bà bơ nhảy ring luôn này, bà bơ nhảy à. Con bà bơ nhảy á, cái đầu của con bà bơ nhìn dễ biết lắm, cái đầu nó trên trán nó vuông này, anh nhìn cái đầu nó lúc nào nó không vuông hết á. Tráng con bà bơ nhìn biết liền này. Nó không có tròn tròn như con bò mình mà cứ nó chăng nó thắng từ đời qua đời luôn này. Anh nhìn có đầu con nào nó không thắng tưng này. Nó đầu vuông. Từ đời qua đời nó thắng tưng này này. Đúng như hồi bán là kêu đầu thá con bò bà bơ. Bà bơ nhảy á. Giờ thấy một đế không biết con bò mình. Đi. Mua hồi năm ngoái nó. À. Anh nuôi nó đi là nó rồi. Tầm cái show đây các bạn. Đó thì chia sẻ các bạn, ngày nay bắt được có 4 con rồi các bạn, mà giao hết rồi. Đó. Giao xem tiền cũng đã lầm xem. Giờ anh em mình lên rồi có gì ngày mai mình tiếp tục nữa chứ giờ. Khát nước này anh. Bò đi khát nước. Chờ kéo xe máy về rồi đây. Kiếm nước cho nó uống. Mua đâu Gia Lai mua cắt xương. Dạ quy cắt xương bò cháu không có mua Gia Lai. Bò cháu. Cái con kia này. Mình coi chân cánh nó độc ghê hồn không? Chân cánh khiếp luôn. Ừ. Rồi 46 triệu nem trem 2 con đó. Báo với chủ nhà theo dõi kênh cũng được biết nha. Em bán rồi á, quay video lên rồi cho nó công khai á. Đời chủ nhà cũng đứng đó nè, à, bán nhà anh rồi 46 nem nhớ không hay. Nói mày về mày bán mày lòi khúc khúc rồi chết á. À, anh uống đây các bạn đó. Rồi giờ bò giờ về nhà ăn hết rồi, mình giờ phải kiếm gì mình ăn vậy, còn muốn xem đói không.